À, xin chào anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em cái mâm cho rider nha em ha. Thì mâm này là mâm X1R nha. Thì hiện tại bây giờ là đang có màu gold, màu đen và màu bạc anh em ha. Hàng thì mình về số lượng khá là nhiều để cho anh em dọn xe ha. Ha. Thì cái mâm Racing Boy luôn, em cần thì liên hệ luôn nè, mâm 10 cây. Thì bây giờ mình giới thiệu cho anh em cái mâm mới xuống hàng hơi mệt mâm 6 cây X1R nha ha. Đây thì cái bản mâm của nó là như vậy, bản nó là 1.6 1.85 anh nha, đằng trước là 1.6, đằng sau là 1.85, gắn như zin cho rider xoay chia luôn. Thì phía sau thì anh em tháo lại cái dĩa zin gắn qua ha, dĩa ba lỗ. Và phía trước này thì có tặng kèm dĩa nha, mâm trước này thì mình có tặng kèm dĩa cho anh em luôn đó. Thì một bộ của nó là gồm có mâm trước, mâm sau và tặng thêm một cái dĩa trước nữa. Đây là bản màu gold anh em ha. Đó, bản màu gold rất là đẹp. Đó. Tiếp theo nữa là bản màu đen. Đây ở trong này trong kho nó hơi tối, thành ra mình quay nó không không có được leng keng cho lắm. Thì mình quay sơ đi, mai mốt khi nào mà lên xe thì mình sẽ quay lại cho anh em coi ha. Cái này mình sẽ đặt link lên Shopee nha. Mình sẽ để link trên Shopee cho anh em có nhu cầu thì đặt hàng trên Shopee luôn cho lẹ anh em ha. Đây. Cái này là màu bạc anh em ha. Thì nó có đầy đủ 3 màu. Màu gold. Đây. Màu gold rất đẹp anh em ha. Màu gold, màu đen và màu bạc. 3 màu. Thì anh em cái này có thể là thay vỏ mới hoặc là sàng vỏ zin qua. Còn trong này mâm X1R có tặng sẵn cho anh em là ba đạn ống chỉ luôn đây. Mua về chỉ có gắn thôi. Đó, rất là phê. Rồi. Anh em mà có nhu cầu đặt hàng full box nha, nó đầy đủ hộp luôn, hộp đầy đủ full box. Thì anh em nào có nhu cầu thì đặt trực tiếp trên Shopee hoặc là qua shop thì có nhận gắn luôn nha. Rồi xin cảm ơn anh em, mình sẽ có bài review sớm trên xe cho anh em coi ha.